Dương Tử cực dễ thương bên tình mới kém 8 tuổi, cơ xương nằm nghe quá đỉnh nằm phan rần rần. Những hình ảnh mới của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa trong bộ muốn mãi mãi yêu. Mới đây đoàn phim muốn mãi mãi yêu đã chia sẻ những hình ảnh mới của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa. Trong đoạn clip, cả hai có tạo hình học sinh và mang lại những khoảnh khắc tràn đầy hơi thở thanh xuân, khiến khán giả mong ngày phim lên sóng hơn bao giờ hết. Muốn mãi mãi yêu xoay quanh đôi bạn Thanh Mai Trúc Mã Hoàng Danh Tử Dương Tử và tưởng dực phạm thừa thừa cùng bốn người bạn thân thiết phương minh vũ trang viễn nam dịch phi và quan siêu sáu người chưa thân từ nhỏ nhưng đến một ngày mối quan hệ tưởng chừng không thể phá vỡ này lại ngày sinh biến cố đến khi quan siêu kết hôn tất cả mới tề tựu một lần nữa thời điểm này họ đều đã trưởng thành có những thành tựu trong cuộc sống nhưng vết thương trong lòng quá khứ vẫn chưa thể ngôi ngoai bộ phim muốn mãi mãi yêu hứa hẹn mang đến những câu chuyện đong đầy cảm xúc về tình bạn tình yêu cho khán giả hiện có thông tin cho rằng tác phẩm này sắp được lên sóng dù đó chỉ là dưa, thế nhưng cũng đủ khiến khán giả fan của bộ phim cảm thấy vô cùng vui mừng.